Dạ các bác nha, hôm bữa em có làm một cái clip về xe của em á, thì trong cái clip đó em có nói về cái máy bơm. Thì sau đó em có được nhiều người hỏi về cái máy bơm này lắm. Thì em nói trước em không phải là người bán hàng, cho nên các bác đừng có inbox hỏi em là bán cho bác nha, hoặc là không phải bán hàng. Bây giờ em sẽ giới thiệu các bác về máy bơm của em nha. Thì máy bơm của em nó có chế độ là 12V và 220V, có thấy nào không? Mình có thể xài trực tiếp, nhưng mà các bạn xài 220V á, các bạn sẽ cắm dây điện này trực tiếp vô ổ điện nha. Còn các bác nào mà xài 12V á thì các bác sẽ đấu điện với xe. Đây, khi đấu điện với xe sao thì nó sẽ có một cái dây như thế này nè, các bạn chọc vô, các bác chọc đây nè. Thì bây giờ em sẽ tiến hành cùng với các bác là bơm thử xe của em nha các bác, bằng điện của ô tô. Đây các bác thấy đó, thông số đo được đó nha, thì cái bánh bên trái, bánh trên của em đang là gần 2,9 kg. Bây giờ em sẽ tiến hành xì lớp bánh xe đó ra, rồi em sẽ bơm vào bằng cái máy bơm của em luôn. Các bác theo dõi nha, em sẽ đi xì cái bánh xe đó ra. Các bác sẽ thấy nha. Em đang tiến hành xì lớp bánh xe của em ra. Sau khi em xì rồi thì bánh xe nó chỉ còn có 2,3 kg thôi. Các bác thấy rõ nha, bánh xe thì 2,3 kg. Bây giờ em sẽ tiến hành bơm bánh xe đó lên. Vào đây. Đó. Các thấy không? Đầu sẽ cắm trực tiếp vào đây. Đầu còn lại. Em sẽ cắm trực tiếp vào máy bơm. Và em sẽ bật cái cần 12V. Các bác cùng em theo dõi em đang bơm bánh xe. Và đồng hồ. Ok, em bơm hàng rồi, em ngưng được rồi nha các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em nha. Thứ hai bấm chia sẻ mèo mèo trên được các bác.